Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh của Cao Minh ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng với tôi đến nhà của một khách hàng đã từng mua sản phẩm tủ bảo quản và rượu vang của Cao Minh để xem trải nghiệm của khách hàng sau một thời gian sử dụng sẽ như thế nào nhé. Còn bây giờ thì xin mời mọi người vào trong cùng với tôi. Mà em tôi chỉ còn tương lai. Dạ vâng, em chào anh. Vâng. Em chào. Ngày cũ đi. Dạ vâng. Dạ, em cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Quãng đường đến nhà anh thì cũng hơi ngoằn ngoèo, nhưng rất may là anh đã gửi cho em cái định vị rồi. Thật ra thì cái việc tìm nó không còn khó khăn nữa. Xin giới thiệu với cả tất cả quý vị khán giả, đây là anh Cường, là chủ của doanh nghiệp APT Metal, là doanh nghiệp là chuyên sản xuất là tấm kim loại cao cấp để sản xuất để dùng trong các cái trang trí về trong nội thất và cũng như ngoại thất. Dạ, và ngày hôm nay thì bên Cao Minh và em đến đây thì cũng muốn trao đổi với anh về cái sự chia sẻ của anh về các cái sản phẩm tủ bảo quản cũng như sản phẩm rượu vang mà trong thời gian trước đây là anh đã mua của bên em. Thì anh thấy các sản phẩm nó có chất lượng như thế nào thì anh có thể trao đổi với em cũng như là các quý vị khán giả đang theo dõi ở đây được không ạ? Cảm ơn em. Thứ nhất là anh thì là xuất phát điểm từ là dân kỹ thuật, dân cơ khí. Dạ. Cho nên là những cái cuộc giao lưu của anh từ cái thời sinh viên đến giờ ấy. Dạ. Thì đa số là toàn là bia. Dạ. Ngày xưa là bia hơi rồi sau đó chuyển sang uống rượu mạnh. Dạ. Thế thì nhà anh cũng rất nhiều loại rượu mạnh. Dạ. Đấy, cũng rất nhiều loại bia. Tuy nhiên là để biết đến được cái rượu vang Cao Minh ấy thì nó lúc nào cái cơ duyên thôi. Dạ. Tức là có một cái dịp vừa rồi, cái năm ngoái là có cái dịp mà dịch ấy. Dạ. Thì anh lướt Facebook. Dạ. Tình cờ lướt Facebook và anh thấy là cái quảng cáo của rượu vang Cao Minh rất là chuyên nghiệp. Dạ. Và họ tư vấn rất là kỹ, là đấy. Dạ. Họ tư vấn rất kỹ và họ đưa ra cái giải pháp. Dạ. Đầu tư về tủ rồi về cái cách thưởng thức rượu, thì qua đó thì anh bắt đầu mới có một cái chút gì đấy anh tư duy. Dạ. Anh tư duy và anh tìm hiểu. Dạ. Chứ không phải anh mua ngay, anh tìm hiểu. Về rượu vang và sau khoảng một tháng thì anh đã có một cái đơn hàng với bên em. Dạ vâng. Và rất nhiều chủng loại rượu. Dạ vâng. Cũng như là anh mua một lúc là mấy tủ, ba tủ. Dạ vâng. Thì đó thì để mình xác định là mình khi mình tìm hiểu được về rượu vang Cao Minh mà mình đã thấy ok. Dạ. Thì mình muốn là nó sẽ gắn bó với mình và nó phải là tiện dụng. Dạ. Tức là khi cần là phải có. Dạ vâng. Thì đúng rồi. Muốn có thì phải có tủ. Dạ vâng. Bảo quản để lúc nào mình thích là mình phải uống được ngay. Dạ vâng. Và mua tủ bảo quản thì mua luôn cả rượu nữa. Dạ để vâng. nó tiện dụng trong cuộc sống. Dạ đấy. Vâng. Có thể thì trong giai đoạn dịch năm trước thì bên em có đẩy mạnh về các cái marketing online ở trên các kênh truyền thông online như các mạng xã hội Facebook hoặc là Instagram. Đó thì để tiếp cận với những khách hàng giống như anh Cường ở đây và có nhiều quý vị khán giả, thì bên em có xây dựng rất là nhiều cái chương trình để dành cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Thì với giai đoạn mùa nóng như thế này thì có một chiếc tủ bảo quản thì nó rất là hữu ích. Đó thì nó không chỉ bảo quản rượu của mình nó được tốt hơn và nó còn lưu trữ cái thời gian dài hơn và đảm bảo chất lượng. Chất lượng đó, rất là hay. Và khi nào mình cần là mình có thể sử dụng được luôn. Mình sử dụng được luôn chứ mình không phải giống như anh Cường chia sẻ lần trước ở trên đã từng chia sẻ là anh khi anh cần dùng như trước đây chưa có tủ bảo quản ấy thì anh phải sẽ ướp đá. Ướp đá. Vâng. Để trong tủ lạnh có khi cho vào ngăn đá. Dạ vâng. Đó. Bấm khoảng 10 phút 15 phút bắt đầu mới uống. Rồi lại ướp đá nó rất là sẽ không tiện dụng. Đó nó không tiện dụng. Dùng cái này thì anh thấy rất là hay bởi vì đấy khi cần cái là anh uống được ngay. Dạ vâng ạ. Cần cái là anh có uống được ngay. Vâng ạ. Đó mấy cả bên em xây cái chương trình combo như đợt của anh lấy là khoảng tháng 10 năm trước anh nhỉ? Tháng 10. Và khoảng tháng 10 năm trước thì các cái chương trình combo nó rất là hợp lý về giá thành cũng như các cái sản phẩm ở trong combo thì nó rất là tốt để mang đến những trải nghiệm cho khách hàng.
Đó. Thì đó, cái tủ bảo quản thì trong thời gian sử dụng thì anh thấy nó có trục trặc hay là có vấn đề gì không ổn không? Hay là nó có, anh cần phải có cái vấn đề gì? Anh thì là cũng nói qua với em, tức là khi mua cái tủ này đầu tiên ấy, dạ, thì anh chưa hiểu, tức là mình nghĩ nó như cái tủ lạnh bình thường, tức là cái tủ trước đây là mình mua là mình hiện nghĩ nó là tủ lạnh, tức là mình bấm nhiệt độ thì có khi chỉ một tiếng hoặc là một tiếng sau thì nó sẽ trở về cái nhiệt độ là mình mong muốn, đúng không? Dạ vâng, đúng. Thế nhưng mà đây là cái tủ bảo quản thì cái nhiệt độ bao giờ nó cũng lên xuống rất từ từ. Dạ vâng ạ. Và nó nằm ở cái khoảng nhiệt độ nó phù hợp, ví dụ như 12 đến 16 độ, 18 độ. Dạ vâng. Để tốt cho rượu vang. Thế thì từ lúc mua về, thì mới đầu tiên mua về thì anh cứ nghĩ là nó có vấn đề. Dạ vâng. Thế sau đó thì anh có hỏi lên Cao Minh thì họ tư vấn lại cho anh là cái loại tủ bảo quản nó như thế và cái cơ chế hoạt động như thế thì thì đến ngày hôm nay thì sau một năm sử dụng thì anh thấy nó không vấn đề gì cả. Dạ vâng. Rất là tốt. Vâng vâng. Cảm ơn những chia sẻ rất là tốt từ phía anh Cường. Và thế còn những cái sản phẩm rượu vang đấy, anh uống thì cái khẩu vị của anh nó có hợp lý hay là nó có cái vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn thêm không? Thì cũng anh nói qua với em thế này, tức là khi bắt đầu bước vào mình uống rượu vang ấy, thì trước nay bọn anh uống ấy, thì là bọn anh chưa không cảm nhận được cái độ, tức là bọn anh không quan tâm đến cái độ của nó. Dạ vâng. Ví dụ như 11 độ, 12 độ, 13 độ, 14 độ là anh không quan tâm. Dạ. Thế thì khi các anh đi uống với nhau thì bọn anh cứ nghĩ là cứ rượu càng mạnh, càng mạnh thì mình uống nó càng đậm đà, càng ngon. Dạ vâng. Thế đúng rồi. Đấy là cái đầu tiên. Thế sau này thì được Cao Minh tư vấn cho là không nhất thiết là cứ phải nặng, bởi vì có những cái rượu nặng thì nó ngon, nhưng có những cái rượu mà nó kích lên ấy, thì nó thưởng thức nó sẽ không quá đấy, kiểu nó không còn vị cái vị của không còn vị nó nữa, cái vị nguyên bản của nó nữa. Thế thì về các loại rượu thì anh thấy là anh cũng thưởng thức rất là nhiều, trắng rồi đỏ rồi rất là nhiều, rồi Ý, Pháp, Pháp rồi kể cả Chile. Dạ. Anh cũng trong tủ của anh cũng rất là nhiều chủng loại. Vâng. Thế thì vâng, anh thấy là mỗi một chủng loại thì nó có một cái riêng, vâng, một cái hay riêng và một cái ngon, cảm giác đó, mình cảm giác khác. Thì dần dần mình mới cảm nhận được nó khác nhau như thế. Dạ vâng, đúng rồi. Cái chai 500.000 hay cái chai 2 triệu hay cái chai 1,5 triệu thì rõ ràng nó có một cái gì đó nó phân biệt được. Dạ vâng ạ. Đúng. Thì thực ra là rượu vang thì cũng như rất là nhiều các cái môn loại hình nghệ thuật khác thì nó phải qua cái trải nghiệm thực tế thì mới cho mình được cái cảm nhận tốt nhất. Thì đó, thì như anh đã có rất là nhiều chủng loại từ Ý, Pháp, Chile. Đó thì chắc chắn là anh Cường cũng là người đã nếm thử rất nhiều, đúng không ạ? Còn có cả vang Úc nữa. Vâng ạ, vang Úc thì cũng rất là tuyệt vời đó. Bây giờ thì em có thể ra xem chỗ cái tủ xem nó hoạt động như nào. Dạ vâng, vâng ạ. Dạ vâng, em thưa anh. Đây, vào đây Hiếu. Dạ vâng ạ. Đây là cái tủ mua của Cao Minh đây. Dạ vâng ạ. Đấy, hơn được gần một năm rồi đấy. Dạ vâng. Để đấy, em nhìn thì xem có hoàn hoạt động tốt không. Một thời gian dài như thế mà chiếc tủ nhìn anh bảo quản rất là tốt. Đó, nhìn nó vẫn còn sáng bóng và tất cả các thứ mặt kính. Đúng là khi chiếc tủ bảo quản này có mặt kính tràn viền, đâm ra khi đặt trong một cái không gian ấy, nó cũng tôn lên cái không gian xung quanh. Đó. Vâng. Anh thấy nó cũng gọn nhẹ và thứ hai là phù hợp với gia đình nhà mình. Dạ vâng. Thì mới đầu mua thì anh định mua một cái nó to thì nó hoành tráng, nhưng mà thứ nhất là anh nghĩ là mình uống cũng không thể hết được nhiều đến như thế, cho nên là anh quyết định anh chọn cái loại nhỏ này. Dạ vâng. Nó vừa gọn gàng, thứ hai là mình cũng mấy chục chai cho nên là uống cũng là thoải mái. Dạ vâng. Với nhu cầu của anh Cường là chỉ có một mình anh và chị thi thoảng mới sử dụng thôi, thì em nghĩ tủ 28 chai nó hoàn toàn phù hợp. Với cả nó cũng quan trọng là cả không gian nữa, đúng không anh? Đúng. Cả không gian mình đặt tủ là trong cũng đẹp, gian, đúng gian bếp nó nhỏ, với diện tích như này thì một chiếc tủ 28 chai thì nó hoàn toàn phù hợp. Và chiếc tủ này thì anh thấy nó hoạt động nó có bị ồn hay là rung lắc gì không? Đây em nó thấy có... đây là anh thấy là nó rất là êm, gần như nó không như tủ lạnh đâu, tức là dạ những vâng. cái gần như đó. Sờ nó không có cái độ rung. Dạ anh vâng. thấy nó không có rung, và thứ hai là nó không có tiếng quạt gió gì cả, nó rất dạ là êm vâng. gần như nó cứ tĩnh lặng thôi. Dạ. Không, như thời gian em đứng cạnh anh đây là em gần như là không nghe gì, không nghe thấy tiếng hơi. cái quạt gió nó không hoạt động. Gần như nó ở phía sau, mình phải ra phía sau mình nghe được. Đó. Thì nhiệt độ ở đây thì anh Cường đang là cài đặt với nhiệt độ là 16 độ C ạ. Anh đang để khoảng 14 đến 18, tức là nó sẽ nhảy lên nhảy xuống theo cái nhiệt độ môi trường, nhưng mà tuy nhiên là anh để dưới 18 độ.
Dạ vâng. Đó. Bởi vì tầm đấy là uống là anh thấy là nó phù hợp và nó ngon. Dạ vâng. Nó không lạnh cũng không quá lạnh. Vâng, đó thì bên Cao Minh thì cũng vẫn thường khuyên các khách hàng của mình thì nên bảo quản rượu vang ở nhiệt độ từ 14 đến 18 độ C thì nó sẽ đạt chất lượng tốt nhất và cái thời gian lưu trữ nó đảm bảo chất lượng cho mình. Đó thì anh Cường rất là sáng suốt. Có lẽ là anh Cường cũng tìm hiểu mấy chục triệu để sử dụng cái này thì mình cũng phải tìm hiểu mình đúng không? Mình cũng phải biết một tí. Vâng vâng đúng rồi ạ. Đó, đây là rượu Cao Minh của bên em. Dạ vâng ạ. Đó anh cũng uống cũng thay liên tục. Đấy dạ, thì vâng ạ. Có những cái chai có những cái chai mà anh đã Lucifool chai này thì anh cũng hơn một năm đấy. Vâng đấy, và anh uống đó. cũng chưa hết, anh mua vâng hơn chục chai nhưng bây giờ còn có khoảng 2 chai nhưng mà vâng về cơ bản nó vẫn rất là ngon. Vâng ạ. Nó không thấy có cái hiện tượng gì mà uống nó bị kém xuống. Chất lượng bị chất xuống lượng đi. Vâng. Ồ, ở đây thì em còn thấy cả chai ba chớt nữa đúng không anh? Ba chớt. Ồ, có thể là trong combo của năm trước thì vẫn còn chạy combo tủ 28 với chai ba chớt này. Thì anh Cường thì sử dụng chai ba chớt này thì anh cảm nhận như nào? Chai này anh uống thì thứ nhất là cái độ của nó, độ vâng của nó rất là cao. Vâng. 14,5 độ, uống nó đậm đà, nó vâng là phê, uống nó ngon. Với những người sử dụng rượu mạnh trước kia thì khi chuyển sang rượu vang thì có lẽ vang Ý với nồng độ cồn cao thì nó sẽ gọi là giảm độ từ từ cho mình. Đó thì sẽ cho mình cái cảm nhận tốt hơn. Đó. Chai này uống thì rất là ngon. Vâng ạ. Đó. Ngoài ra thì anh còn có một chai của Úc. Ồ, dạ vâng ạ. Và có dòng chai Úc. Vâng ạ. Duchess. Vâng ạ. Đấy. Ồ. Chai này thì nó chai nhẹ này nhàng. Thì niên vụ năm 2018 và làm từ giống nho Syrah. Một chai có vẻ khi nhắc đến Úc thì Syrah nó là một cái thương cái giống nho mà làm nên tên tuổi của Úc. Nó dường như rất là hợp với khí hậu ở nơi này. Thì sẽ do cho ra những sản phẩm rất là tốt từ giống nho này. Và em nghĩ là anh uống này nó nhẹ nhàng, rất thích đúng không? Nó nhẹ nhàng, thỉnh thoảng. Đấy uống mãi cũng thay liên tục thỉnh thoảng hết thì còn 3-4 chai thì anh lại mua để bù vào. Vâng đấy. Ạ. Đó thì như đây thì anh Cường cũng là chữ rất nhiều loại. Có lẽ anh Cường cũng là một người rất là thích sưu tầm rượu vang đúng không ạ? Bắt đầu biết Cao Minh thì mới biết là thích rượu vang chứ bình thường thì trước đây mà chưa biết bên em thì anh cũng uống gọi là uống để chơi thôi. Tức là mình uống để chơi một bữa có khi là bốn anh em ngồi với nhau có khi uống 6-7 chai. Xong ông nào cũng say xong đi về. Đây là ngày mai là chả biết gì. Vâng ạ. Đấy là khi hỏi cảm nhận nó như nào thì cũng chỉ mỗi say thôi. Đấy, mới say thôi còn không uống biết là say thôi đúng không? Không biết là lúc nào bắt đầu đến lúc mà say quá thì mỗi ông cầm một nửa cốc của tu thế là xong. À, dạ vâng. Không có cảm nhận thế thì vâng anh ạ. Thấy là cái rượu vang nó cả một cái quá trình. Dạ vâng ạ. Mình tìm hiểu về nó, thứ hai là vâng mình thưởng thức thì mình mới thấy là nó có những cái rất là hay, rất thi vị. Dạ vâng ạ. Đây chắc anh phải dỡ mất một khay. Một khay đấy. Vâng ạ. Anh vào một khay. Anh vào một khay để cho lại một lượng là trên dưới 20 chai. Dạ vâng. Hơn 20 chai. Với cái lượng rượu như thế thì có lẽ là cũng thoải mái đúng không anh? Uống, hai vợ chồng thỉnh thoảng có khách. Vâng ạ. Thỉnh thoảng có khách đến thì lại bật 1-2 chai ra uống. Vâng. Nói chung là rất là vừa rồi dịch bệnh nghĩa là ít khách chứ còn bình thường thì anh cũng nhiều khách. Dạ vâng, đúng rồi, chắc chắn rồi. Với công việc của anh thì chắc chắn là vẫn phải có những cái buổi giao lưu và bạn bè đến thăm hoặc là đối tác đến nhà thì chúng ta cũng sẽ có những cái chai vang mà cái tủ bảo quản rất là hay đúng không? Anh có thể sử dụng được luôn. Anh thích như đúng thế rồi. Bởi vì đó là mình cần là mình có ngay. Dạ mình vâng cần mình có đó. Và thứ hai là cái chai rượu nó theo đúng cái nhiệt độ mà nó đang ngon, tức là dạ cái, vâng cái nhiệt độ nó đang ngon là mình bỏ ra mình uống được luôn. Đúng nhiệt độ tốt nhất. Và quan trọng là gì, hết một chai thì lại mình có chai thứ hai. Vâng. Chứ mình không thể bình thường hết một chai xong mình lại mang ra mình ngâm thì mất thời gian lắm. Dạ ngày vâng xưa uống rượu vang xong rồi ngày xưa là trên ô tô là bọn anh lúc nào cũng để một thùng. Vâng đấy ạ. Như em nói là rượu vang thì nó cần tĩnh, vâng cần nhiệt độ. Vâng, thế thì trên ô tô của mình là ngày xưa anh cũng không biết đâu, thế là ngày xưa ô tô của anh trên ô tô lúc nào cũng có 1-2 thùng vang. Vâng. Xong rồi đi xe thì cứ lắc, xong rồi trời mùa hè này, vâng đấy, uống thì mình lúc đấy mình vẫn như nhau. Tức là khi ngâm đá thì nó giống nhau hết. Vâng. Khi mà mình chưa biết về rượu vang. Thứ nhất là nó bị rung lắc và thứ hai là
ánh sáng, và thứ ba là nhiệt độ đó. Thì nhiệt độ ở trong xe ô tô lúc nào nó cũng nóng hơn bình đúng thường rồi. Mà anh để như thế khác gì cứ lúc nó lắc đâu cứ lắc lư suốt ngày, cứ lạch cạch suốt trên xe. Thứ nhất là nó kêu, thứ hai là nhiệt độ cao và cái rung lắc liên tục nó sẽ làm chất lượng vang nó bị giảm đi rất nhiều. Đấy, như cái thiết kế của cái mặt kính trước, mặc dù là mặt kính nhưng mà đã làm được bằng mặt kính tối màu và sẽ hạn chế tối đa ánh sáng. Như cái vị trí của anh đây đặt ngay sát cửa với những cái tấm kính lớn và ánh sáng rất là mạnh, thì cái tấm kính màu này nó sẽ tấm kính này thì có thể chống cả tia UV, những tia có hại mà ảnh hưởng đến cả cái chất lượng vàng nữa. Đó, và ánh sáng ở trong thì cũng sử dụng ánh sáng xanh chứ không có sử dụng ánh sáng mạnh, ánh sáng trắng để bảo quản khi mình nhìn vào mà cái nó không bị ảnh hưởng đến chai rượu đó. Rất là tinh tế đúng không? Dạ vâng. Không hề đơn giản một tí nào đúng không? Tất cả mọi thứ đều chi tiết để đảm bảo cho một chiếc tủ rượu vang này nó giống như một cái hầm rượu mini mà đạt được những tiêu chuẩn của như là các nước châu Âu. Đó, thì về điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và gần như là không có hiện tượng rung lắc và hoạt động rất là êm ái. Đó, thì theo em nghĩ thì anh Cường thì chắc chắn là cũng khá hài lòng về sản phẩm đúng không ạ? Ok, về cơ bản thì anh rất là ok thôi, không có vấn đề gì cả. Vâng ạ. Tủ chạy tốt và rượu ngon và giá hợp lý. Vâng ạ. rất là hay. Ngày hôm nay thì Cao Minh cũng có em thì đến đây được gặp anh Cường, một chủ doanh nghiệp của sản xuất, chuyên sản xuất về các cái tấm kim loại cao cấp để trang trí trong xây dựng, thì được anh chia sẻ những cái cảm nhận, cảm xúc của mình khi sử dụng các sản phẩm của bên em, của Cao Minh rồi, và được anh đánh giá rất là tốt, và em cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn em, cảm ơn Cao Minh đã rất là chi tiết, rất là chỉ chu và hướng dẫn rồi tận tình cho anh để anh hiểu như thế nào là rượu vang. Dạ. Đó, và các dòng rượu vang như thế nào, Pháp, Ý rồi rất nhiều loại, thì trong quá trình sử dụng thì các bạn hướng dẫn cho anh rất là chi tiết. Dạ, và anh cần cái là alo phát là các bạn ship ngay. Nếu có vấn đề, bất kỳ một vấn đề gì thắc mắc hay cần tư vấn thêm về rượu vang hay các vấn đề gì về sản phẩm phụ kiện hay tủ bảo quản thì anh chỉ việc alo thôi. Rồi, bọn em luôn sẵn sàng là nghe. Ok. Vâng, rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh một lần nữa. Vâng, xin gặp lại anh.